thiệt. Chị đại à? Nghe có vẻ ghê gớm không? Nhưng mà tụi em có biết đại ca của anh lại không? Là Đức Paulo. Là Đức Paulo. Ông trùm khét tiếng ở một khu vực quận 3. Chỉ cần anh nói một tiếng là ngày hôm sau tụi anh sẽ làm chủ khu vực này. Tụi anh sẽ làm chủ khu vực này. Dạ, em phải nghe lời. Dạ, em sẽ nghe lời của anh đó. Chưa chắc là nha. Chưa chắc là nha. Không phải đơn giản đâu. Chị đại của em ghê gớm lắm. Không phải đơn giản như anh nghĩ đâu. Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Đâu? Ồ vậy hả? Dạ. Thôi bây giờ tôi phải về đi gom tiền. Thôi. Bây giờ cho anh phải về đi gom tiền. Gặp lại tụi em sau nha. Gặp lại tụi em sau nha. Còn tiền ăn chơi ngày hôm nay. Đó chị đại của em á, cho anh thiếu. Còn tiền ăn chơi ngày hôm nay. Lại ok rồi tôi không bị đó rồi. Khách ok, khách diễn lại nè, mớm hung nè, hung bé đó rồi. Tiền ăn chơi của tụi anh cho anh nào là thiếu khi nào, tiền của em cho anh thiếu khi nào, tiền anh bạn trả anh vậy sao được, hai đứa luôn anh. Anh vậy sao được, tiền của em lúc nãy làm cho anh sướng thì sao, còn tiền lúc nãy tụi em làm cho anh sướng thì sao, cho anh thiếu, cho anh đi, thiếu đi. Nào anh qua làm chủ qua làm chủ khu vực này, em sẽ làm bạn gái của anh. Anh ơi, em sống nhờ tiền tiếp anh ơi, tụi em sống nhờ tiền tiếp anh làm gì không có được đâu. Bây giờ tao chơi gái cầm tiền, đứng lên. Bây giờ tao chơi gái tao không trả tiền á, tụi bay làm gì tao hả? Muốn gì kêu chị đại của tụi bay đến gặp tao. Nhìn theo nó. Hai đứa nhìn nhau, hai đứa nhìn nhau. Cầm ly rượu cùng. Hai đứa cùng ly. Uống. Đâu?